Chào mừng mọi người đến với clip tiếp theo của mình. Hôm nay clip tiếp theo của mình rất là đơn giản. Đây mọi người, nhìn xem phía sau này, đó là cơn mưa đó. Bây giờ là mình không có làm clip mà là ông trời làm clip, gọi là ông trời vlog làm clip là cơn mưa siêu to khổng lồ đó. Tất cả đây mọi người, mưa ướt đầy tràn một cái hồ luôn, từ 10 tiếng sáng đến chiều tối, bây giờ là 4 giờ mấy rồi đó, nhà cửa ướt hết, ướt quá trời luôn. Núi non mịt màu ơi, đây tất cả các đồng bọn đang co rúm ngồi lại một chỗ đó, mưa quá nên mọi người không thể nào mà đi đâu được hết đó, mỗi người ngồi một chỗ tự kỷ ha đó. Trời ba ngàn sáng năm tháng cứ về ra nơi về chung lối, mưa quá, cơn mưa thật là siêu to khổng lồ, nước thật là linh láng luôn. Mọi người thấy ghê không? Đó. Mưa mà đầy hết một cái hồ nước này luôn mọi người. Đó, một cái hồ bơi luôn. Ôi, mọi người thấy clip này có hấp dẫn mọi người? Đó, cực kỳ hấp dẫn luôn. Đó, mình đã huy động tới đây là có một sự xuất hiện của một nhân vật đặc biệt gọi là ông trời vlog đó. Bây giờ ông làm một cơn mưa siêu to vậy mọi người. Mọi người thấy clip này hay vui thì mọi người nhấn chia sẻ cho mọi người, người khác xem cho mọi người. Tạm biệt mọi người, bye bye. Tàn quá.